Để cho cái việc mà dạy học trực tuyến tuần sau của trường mình nó diễn ra thuận lợi đó, thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các thầy cô cách sử dụng Google Form và cái cách mình gửi cái tài liệu, cái bài giảng của mình về cái Google Drive của nhà trường ha. Thì đầu tiên về cái cách sử dụng Google Form, mục đích mình dùng Google Form để cho các bé đó nó làm bài tập và nó gửi về cho mình bằng cái link Google Form á, thì mình có cái sự thống kê và kiểm tra rất là dễ dàng, nó đỡ phải rườm rà ha. Thì để sử dụng Google Form á, thì các thầy cô cần có một cái tài khoản Gmail. Thì em nghĩ là tài khoản Gmail thì các thầy cô nào cũng có hết rồi thì nó rất là thuận lợi ha. Thì để vào Google Form thì đầu tiên cái quý thầy cô mở cái trình duyệt web ra, Google Chrome hay là Safari gì cũng được ha, cốc cốc cũng được. Thì trên thanh địa chỉ này thì các thầy cô search Google Form, form rồi Google, đây form Google đó. Rồi thì các thầy cô chọn cho em dòng nào cũng được, Google Form dòng nào cũng được, ví dụ dòng phía dưới Google Form. Đó, thì đây là cái trang Google Form. Thì nếu mà các thầy cô đã đăng nhập tài khoản Google rồi đó thì nó sẽ hiện ra ở đây ha. Thì ở đây em muốn đăng nhập bằng cái tài khoản của trường đi. Rồi. Đó. Thì đây là cái trang Google Form. Các thầy cô sẽ tạo một cái biểu mẫu. Form chính là biểu mẫu các thầy cô, bằng cái tài khoản là tài khoản của trường mình ha. Thì các thầy cô sẽ click vào dấu cộng cho em, là mình sẽ tạo mới một cái biểu mẫu, tạo mới một cái biểu mẫu. Đây là cái giao diện để các thầy cô sẽ tạo mới một cái biểu mẫu. Thì ví dụ như về môn hóa của em, tuần sau ngày thứ năm mùng 9 tháng 4 em sẽ dạy cái bài chủ đề về hợp chất hydrocarbon. Thì như em đã nói đó, để quản lý được học sinh nào có học online hay là không có học online thì mình sẽ lồng vào cái video bài giảng của mình là khoảng chừng từ 2 cho tới 3 câu hỏi trắc nghiệm củng cố, và sau đó là cái bài tập luyện tập. Thì học sinh sẽ làm cái bài tập trắc nghiệm củng cố qua cái link Google Form này. Thì các em sẽ làm trong một cái khoảng thời gian, thì sau đó mình sẽ vào cái Google Form, mình sẽ thống kê được số lượng học sinh nó làm cái bài đó. Thì để tạo ra cái Google Form cho cái bài dạy của mình, em ở đây em ví dụ như bài dạy hóa chính đi, thì thứ nhất là mình vào Google Form nãy giờ rồi, mình sẽ đặt cái tiêu đề của cái form của mình. Ví dụ như đây em đặt cái tiêu đề là bài tập củng cố chủ đề hydrocarbon. Môn hóa lớp 9. Cái phần mô tả biểu mẫu này á thì mình bỏ qua cũng được. Nhưng ở đây á mình muốn cho các bé nó biết được cái giờ giấc để nó có thể gửi bài cho nó đúng á. Thì đây mình sẽ ghi thêm cho các bé ha. Ví dụ đây mình ghi vào là hẹn hẹn chót làm hoàn thành, hẹn chót hoàn thành là trước 18 giờ ngày thứ năm mùng 9 tháng 4 năm 2020. Tại sao là 18 giờ? Tại vì cái buổi live chủ đề hydrocarbon hóa chính này nó diễn ra vào lúc 16 giờ. Thì live khoảng chừng 45 phút đến khoảng chừng 17 giờ là xong. Thì sau đó các em sẽ ngồi làm ngay ba câu trắc nghiệm này, thì cho các em 1 tiếng các em làm. Thì khi đó nó gửi qua thì mình sẽ biết được ha. Đó là cái tiêu đề. Sau đây về cái mục ở phía dưới là cái nội dung rất là quan trọng ở đây. Ví dụ thứ nhất, câu hỏi của tiêu đề. Thì
Câu hỏi tiêu đề đầu tiên luôn luôn là các thầy cô sẽ hỏi các bé là họ và tên, để mình biết là đây là cái biểu mẫu của tên bạn nào ha. Và do đây là cái phần bắt buộc nên quý thầy cô lít vào cái ô bắt buộc này, nghĩa là các bé phải điền vào cái họ và tên bắt buộc. Rồi các thầy cô chọn cái phần trả lời, thì đây là các bé sẽ đánh tên của mình, nó là câu trả lời ngắn. Do đó ở đây mình sẽ chọn cái dấu mũi tên xuống này, câu trả lời ngắn. Rồi họ và tên xong rồi, bây giờ cái mục thứ hai là lớp. Thì bây giờ quý thầy cô sẽ thêm dấu cộng này cho em nè. Thêm dấu cộng, bấm vào dấu cộng thì nó sẽ thêm một cái câu hỏi khác. Mình sẽ đánh vào là lớp. Lớp thì để cho các thầy cô thống kê cho nó dễ đó, thì ở đây á, mình sẽ không cho các bạn nó đánh bừa nữa. Mà ở đây thì ví dụ như khối chính của mình là gồm có 9 lớp, từ 91 tới 99. Thì đây mình sẽ chọn cái câu trắc nghiệm cho các bé chọn một trong 9 lớp. Và cái phần lớp này cũng bắt buộc, do đó mình sẽ tích vào cái dấu bắt buộc. Tích vào cái dấu bắt buộc. Thì tùy chọn thứ nhất, ví dụ như ở đây mình ghi là 91. Rồi tiếp tục, mình muốn thêm lớp 92, 93, 99 đúng không? Thì các em, thì thầy cô sẽ thêm khác các em. Đó, rồi thêm tùy chọn, bấm thêm tùy chọn ha, tùy chọn 2, tùy chọn 3 gì đó. Rồi đây thầy cô sẽ nhấn tùy chọn 2 là 92. Rồi tùy chọn 3 là 93. Đó, lần lượt như thế quý thầy cô làm tới tùy chọn 99 ha. Ví dụ như đây em có làm rồi, tới từ 91 cho tới 99. Được không các thầy cô? Rồi. Sau khi làm xong từ 91 tới 99 rồi, nói chung là họ tên và lớp rồi, thì bây giờ mình sẽ qua ba cái câu hỏi trắc nghiệm. Thì thứ nhất các thầy cô đánh vào cái câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Ví dụ như đây là bài tập số 1. Vậy thầy cô đánh vào ví dụ như là ở đây em có nón rồi này. Ví dụ như câu hỏi mình đặt ra là tính chất của các hợp chất hữu cơ nó phụ thuộc vào điều gì. Rồi sau đó quý thầy cô cũng chọn phần trắc nghiệm. Rồi tùy chọn thứ nhất thì quý thầy cô đánh vào cái câu trả lời nhiễu số 1. Ví dụ như đây nó phụ thuộc vào số lượng các nguyên tố trong hợp chất. Rồi các thầy cô thêm các cái lựa chọn khác. Quý thầy cô bấm chữ thêm khác, rồi thêm tùy chọn 2, tùy chọn 3, rồi tùy chọn thứ tư. Lần lượt các thầy cô sẽ đánh vào 4 phương án lựa chọn. Ví dụ như đây em đánh vào 4 phương án lựa chọn của em. Giống như mình soạn các câu trắc nghiệm đó các thầy cô ha. Do cái phần bài tập này có thể là đối với một số em thì nó dễ, nhưng có một số em, đối với một số em thì nó khó đó. Thì quý thầy cô có thể yêu cầu là các em bắt buộc làm hay là không cũng được, không sao ha. Phần này quý thầy cô có tích vào hoặc là không tích vào cũng được. Rồi tương tự như vậy, quý thầy cô sẽ tiếp tục qua câu hỏi số 2, qua bài tập số 2. Rồi quý thầy cô cũng làm tương tự như cái phần bài tập số 1. Rồi lần lượt bài tập số 3, số 4 cũng vậy. Đó, ví dụ như đây em có làm 3 câu bài tập số 2 này. Câu hỏi là khí metan có nhiều ở đâu? Rồi mình lần lượt có 4 câu trả lời này ha. Rồi tương tự như vậy, câu số 3. Đó. Đối với lại một số các cái bộ môn đặc thù, ví dụ như bộ môn văn hoặc là bộ môn toán hoặc là các cái bộ môn sinh sử địa gì đó, nếu như trong cái bài tập củng cố mà các thầy cô hoặc là bài tập luyện tập á, các thầy cô không muốn cho các em, không phải không muốn mà là bài tập trắc nghiệm thì nó có nhiều cái không hay, ví dụ như môn văn đi, thì yêu cầu các em là bài tập tự luận, thì ở đây mình không có làm trắc nghiệm nữa mà mình sẽ cho các em làm tự luận. Làm tự luận bằng cách nào? Thì có hai cách. Thì bây giờ ví dụ như câu hỏi, ví dụ như em dạy môn văn đi, em sẽ bắt các bạn là hãy viết một bài luận
Một đoạn thôi cũng được, tại vì củng cố. Một đoạn văn nghị luận về về chủ đề vừa mới học. Về mới học. Thì ở đây thì Google nó cũng rất là thông minh, nó sẽ cho mình cái lựa chọn là ở đây các thầy cô click vào thì các thầy cô bấm vào chữ đoạn. Đó. Thì các bé sẽ khi mà click vào đây thì các bé sẽ trả lời cái văn bản trả lời bằng một cái đoạn văn ở dưới đây. Đó các thầy cô. Còn một số các cái bộ môn khác, ví dụ như bộ môn toán, các bé làm hình học, các bé vẽ hình. Vẽ hình thì không thể nào vẽ hình trên đây được rồi. Hoặc là trong cái bài tập luyện tập của bộ môn văn, không phải viết một đoạn nữa mà là viết một bài văn nghị luận. Nó rất là dài. Vậy thì mình xử lý vấn đề này như thế nào? Thì đối với lại hai trường hợp như vậy á, thì các bạn á sẽ viết một cái bài văn trong một cái tờ giấy, hoặc là môn toán các em sẽ giải cái bài tập hình học vẽ hình gì đó trong một tờ giấy rồi chụp hình lại thành một cái file hình ảnh. Thì khi đó mình sẽ hỗ trợ cho các bé trả lời như sau. Các thầy cô cũng bấm vào dấu cộng. Đó. Rồi sau đó các thầy cô đích vào dấu này. Rồi các thầy cô chọn cho em cái dòng là tải tệp lên, nghĩa là tải cái file lên đó các thầy cô. Dòng này. Dòng này. Rồi. Mình chấp nhận tiếp tục ha. Tiếp tục. Rồi. Ví dụ như câu hỏi của mình đặt ra là hãy bài tập về hình học chẳng hạn. Các em sẽ dạy cái bài tập hình học. Rồi tiêu đề của nó là gì đó thì các thầy cô đánh vào ha. Thì như đã nói là bởi vì bài tập hình học thì các bé phải vẽ hình rồi phải trình bày cái cách dạy, thì không thể nào mà trình bày trên đây được, thì các bé sẽ viết ở trong một cái dạy trong tập bài tập, rồi các bé sử dụng điện thoại đó chụp hình lại thành một cái file hình ảnh đó. Rồi sau đó đó thì các bé sẽ gửi lên trên cái link Google Form bằng cái này, bằng cái này đó. Mình cho các bé đó tải cái tệp lên. Đó, như vậy thì về cơ bản Google Form đã xong các thầy cô. Đã xong. Thì bây giờ mình làm cho cái Google Form này nó đẹp một chút xíu thì mình trang trí nó như sau các thầy cô. Các thầy cô thấy ở trên đây này nó có mấy cái biểu tượng để mình trang trí này. À, đây là biểu tượng về màu sắc mình có thể trang trí. Ví dụ giao diện mình có thể muốn màu tím hay là màu đỏ, màu cam gì đó cũng được. Rồi màu nền. Đó, mình cho nó màu nền. Rồi kiểu phông chữ gì đó ha. Rồi về cái biểu tượng con mắt này á, thì mình sẽ nít vào thì mình sẽ thấy được là khi mà người ngoài người ta xem cái link Google Form này thì nó sẽ hình dung ra sao. Đó. Em lấy ví dụ như đây là một cái Google Form hồi nãy em đã có làm rồi về bài tập củng cố hợp chất hữu cơ hóa chính. Đó. Bây giờ mình muốn là một bạn học sinh khi mà vào cái link này thì các bé sẽ thấy như thế nào, thì các thầy cô sẽ bấm vào cái xem trước là các thầy cô hình con mắt này, hình con mắt này hay các thầy cô ha. Rồi đó thì đây là cái trang mà các bé sẽ thấy được khi nhấn vào cái link và các bé sẽ trả lời thôi. Rồi thứ nhất về họ và tên. Em làm luôn ha. Ví dụ như họ và tên. Ví dụ như bạn Lo Gia Huy. Rồi. Lớp là lớp 91. Bạn đã tích vào lớp 91. Rồi về bài tập 1, tính chất hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào. Bây giờ câu trả lời đúng để câu đây thành phần các nguyên tố tích vào. Khí metan có nhiều ở đâu? Ở mọi khí thiên nhiên tích vào. Tính chất hóa học đặc trưng của metan là phản ứng hệ. Rồi. Rồi ngoài ra nếu như mà giống như nãy á, em có nói là môn toán hoặc là môn văn á, các bạn làm một cái bài bài văn dài hay là một cái phần vẽ hình hình học đó, thì các em sẽ chụp hình điện thoại rồi các em sẽ nít vào thêm cái tệp ở đây. Đó, rồi các em chọn tệp từ từ thiết bị
rồi các em gửi cái hình ảnh đó, chọn cái hình ảnh đó lên đây ha. Đây em ví dụ luôn ha, chọn tệp từ thiết bị đó, rồi mình chọn lấy một cái tệp nào đó, ví dụ đây em chọn cái hình của trường ví dụ ha, đó thì mình tải lên rồi xong. Như vậy coi như đây là một cái file hình ảnh mà cái phần mà các bạn làm bài trong tờ giấy. Sau khi làm xong rồi á thì các bạn sẽ bấm gửi, bấm gửi là xong. Ví dụ bấm gửi đó, bấm gửi là coi như là mình đã, giáo viên á đã nhận được cái bài làm của một bạn. Rồi em quay trở lại cái biểu mẫu ha, đó là cái mục xem trước. Bây giờ mình sẽ cài đặt cho cái biểu mẫu. Thì cái phần cài đặt này thì rất là đơn giản thôi, các thầy cô cứ để nó mặc định như vậy. Cài đặt chung thì cứ để cho nó mặc định như vậy thôi. Trong phần bảng trình bày thì các thầy cô muốn đẹp hơn tí nữa thì các thầy cô nhấn vào cái dòng chữ thư xác nhận này, thì các thầy cô đánh vào cái chữ là câu trả lời của bạn đã được chuyển đến cho tôi. Mục đích của cái này để làm cái gì? À đây. Ví dụ như sau khi các bé làm xong, các bé nhấn vào chữ gửi thì nó sẽ hiện ra cái thông báo là câu trả lời của bạn đã được chuyển đến cho tôi. Thì như vậy là các bé an tâm là à, các bé đã làm được rồi và đã xác nhận là đã gửi rồi. Đó, mục đích của nó là như vậy. Rồi trong phần cài đặt chỉ có vậy thôi, còn các cái khác thì không cần. Nhớ làm xong là các thầy cô bấm lưu nhé. Rồi cái mục tiếp theo em muốn hướng dẫn cho thầy cô cái dấu ba chấm, dấu gửi tính sau nha. Dấu ba chấm, dấu ba chấm này cực kỳ là quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Các thầy cô có thể thêm cộng tác, cái này là quan trọng này. Mình thêm cộng tác để làm gì vậy? Để mình thống kê cho nó dễ. Ví dụ như ở đây bài tập này là em dạy hóa chính. Hóa chính thì để cho các thầy cô chủ nhiệm mà thống kê được á, thì có tất cả là chín thầy cô chủ nhiệm. Chín thầy cô chủ nhiệm thì em cũng muốn là chín thầy cô đó vào xem được cái kết quả và thống kê số lượng này. Để thống kê dùng giáo viên bộ môn á, thì em sẽ thêm cộng tác viên vào. Nhấn vào thêm cộng tác viên. Rồi sau đó các thầy cô thấy nè, người có quyền truy cập vào, những người nhất định có thể có quyền truy cập. Rồi thì các thầy cô, cái dòng là mời mọi người á, quý thầy cô nhập cái địa chỉ email Gmail của một người nào đó mà các thầy cô muốn mời vào. Ví dụ như đây em đã nhập cái Gmail của em này vào, bấm gửi thì tự động cái người được mời vào đó nghiễm nhiên là có thể coi được cái kết quả của cái buổi, của cái Google Form này. Hay các thầy cô ha. Rồi. Đó, đó là cái phần mà gửi Google Form này. Khi một học sinh nào đó làm xong thì Google Form sẽ thống kê là có bao nhiêu câu trả lời. Đây, câu hỏi đây và câu trả lời, các thầy cô chỉ cần bấm vào. Đó, thì hồi nãy có một bạn Lo Gia Huy lớp 91 đã trả lời rồi. Đây. Ha, màu xanh là của lớp 91, quý thầy cô nhìn thấy rất là rõ. Còn nếu không, quý thầy cô mà không không muốn câu trả lời nó như thế này thì quý thầy cô bấm vào cái biểu tượng Excel này thì nó sẽ xuất ra cái file Excel cho các thầy cô. Thì khi đó các thầy cô xem được và các cộng tác viên cũng xem được cái file Excel này. Thì khi đó ví dụ như là cô Lan lớp 91 nhìn vào cái file Excel thì sẽ đếm được à, có Gia Huy, có Huyền, rồi có Thùy gì đó làm, thì sẽ thống kê được bao nhiêu bạn đã làm. Thì mình sẽ biết được là số lượng các bạn online, rồi mình sẽ nhắc nhở những bạn không có học, vân vân hay các thầy cô ha. Thì để các bé có thể trả lời được cái link, cái Google Form này thì các bé phải có được cái đường link. Thì để có được cái đường link ấy, thì các thầy cô sẽ làm như sau ha. Cái thầy cô thấy cái nút gửi này không? Cái thầy cô bấm vào. Rồi. À, cái này bỏ đi. Cái ở chính giữa là cái thầy cô, là cái biểu tượng là đường link này, cái thầy cô bấm vào. Đó. Thì đây là cái link liên kết của Google Form.
Thì cái link này nó dài lắm, bây giờ mình sẽ rút ngắn lại thì cái thầy cô tích vào đây. Đó, thì cái link nó sẽ được rút ngắn lại. Rồi các thầy cô bấm sao chép. Thầy cô sao chép cái đường link này. Đó. Thì khi các thầy cô sao chép các đường link này rồi á, thì các thầy cô có thể gửi cái đường link đó về cái group chủ nhiệm của mình để cho các bạn thấy các bạn làm. Hay các thầy cô ha. Đó là cái phần mà sử dụng Google Form, cái mục thứ hai là em muốn hướng dẫn cho các thầy cô cái cách mình gửi bài lên Google Drive á, Thì ở đây á, để gửi Google Drive về và để cho thầy Bá Đức có thể up lên các cái trang để các bé học trực tuyến cho nó dễ đó, thì quý thầy cô chú ý như sau ha. Thứ nhất là quý thầy cô phải tạo ra được hai cái file. Thứ nhất là cái file video bài giảng, có cái đuôi MP4 hay các thầy cô ha. Quý thầy cô này biết rồi. Và cái file thứ hai là cái file Word quý thầy cô dùng để, đây em mở ra cái file Word này. Đây. Đó. Cái file Word này là cái file mà quý thầy cô đính kèm hai cái đường link, một cái đường link bài tập củng cố và một cái đường link bài tập luyện tập. Ví dụ đây là bài tập luyện tập em đã có một cái link Google Form rồi. Bây giờ thầy cô bấm vào là link bài tập củng cố. Quý thầy cô cũng ghi luôn là hẹn hẹn chót nộp là 18 giờ ngày thứ năm, là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020. Quý thầy cô nhớ là bài tập củng cố thì nộp sau 1 giờ các bé học online nha. Còn bài tập luyện tập thì các bé sẽ nộp sau đó 1 ngày. Hồi nãy thì các thầy cô đã sao chép cái link Google Form rồi, thì bây giờ các thầy cô dán nó vào bằng cái lệnh là Ctrl V thôi. Đó. Thì đây chính là cái link Google Form của cái bài tập củng cố. Quý thầy cô cũng gửi kèm cái này cho thầy Bá Đức luôn ha. Thì để sao lại đó thì các thầy cô lưu ý là các thầy cô để cho thầy Bá Đức dễ quản lý đó, thì các thầy cô save với cái tên như sau là các thầy cô. Thứ nhất là quý thầy cô save cái đây tôi đậm lên. Đây chỗ đây không biết các thầy cô thấy không nha. Là tên đầu tiên là ngày ngày quý thầy cô dạy. Ví dụ ở đây em dạy cái bài hóa này á là vào ngày 9 tháng 4 2020, thì quý thầy cô ghi là 09/04/2020. Rồi gạch chân ở phía dưới, đây là bộ môn của em là bộ môn hóa học chính. Rồi gạch chân phía dưới là một cái, đây là cái phần là file Word là bài tập củng cố và luyện tập. Rồi quý thầy cô save lại. Đó. Thì mục đích để làm như vậy là để cho tất cả giáo viên trường mình á, cùng làm đồng loạt như vậy, thì thầy Bá Đức sẽ rất là dễ trong cái việc mà tìm kiếm các file này và up lên các cái trang mạng xã hội ha. Ngoài ra cái file mà về cái file video á, thì các thầy cô cũng đặt tên của các cái file đó, nó cũng có cái cú pháp tương tự như hồi nãy. Ví dụ đây là cái file video này, đây quý thầy cô, đây là cái file Word này, đây là cái file video, thì quý thầy cô cũng đặt ngày quý thầy cô dạy. Ví dụ đây em dạy 9 tháng 4, rồi bộ môn, rồi tên của cái file video đó là chủ đề hợp chất hữu cơ ha. Như vậy là quý thầy cô đã hoàn thành xong hai cái file cực kỳ quan trọng, một cái file video bài giảng và một cái file Word chứa hai cái đường link bài tập củng cố và bài tập luyện tập, đường link Google Form. Bây giờ quý thầy cô sẽ up lên cái trang Google Drive của trường để thầy Bá Đức ở nhà đó có thể lấy được cái file đó và up lên trên mạng. Thì quý thầy cô sẽ làm như sau ha. Do cái mật khẩu của cái password trường mình á không có được phổ biến lên, em chỉ có
Em chỉ có đưa cho một số thầy cô thôi, ví dụ như là cô Phấn nè, cô Thủy, cô Trúc, cô Diễm, rồi một một vài các thầy cô thôi. Các thầy cô thì bên toán thì có cô Trâm, bên toán thì có cô Trâm, bên văn thì có cô Phấn, rồi bên tổ tự nhiên thì có cô Thủy, cô Trúc, bên tổ xã hội thì có chị Kim Thanh. Thì các thầy cô đó trong tổ đó có cái tài khoản và mật khẩu của Google Drive của trường mình á, thì sẽ up lên dùng cho các thầy cô ha. Thì khi up lên á, thì các thầy cô sẽ vào cái Google Drive của trường mình theo cái tài khoản và mật khẩu đã đăng ký ha. Thì ở trên đây á là đã có sẵn các cái folder em đã tạo sẵn. À quên nói với các thầy cô, cái file Google Form hồi nãy mình tạo ra các thầy cô, bài tập củng cố đó, thì nó sẽ được lưu ở trong cái giao diện Google Drive ha. Đây, giao diện Google Drive. Cái thầy cô có thể coi lại cái form của mình hồi nãy tạo trong cái Google Drive hay các thầy cô. Đây, mẫu không có tiêu đề hồi nãy mình chọn đây. Bây giờ em sẽ up hai cái file bài giảng và cái file link Google Form lên Google Drive của trường ha. Bằng cách là em vào Google Drive của trường, sau đó em chọn đúng cái môn của mình là bộ môn hóa. Các thầy cô double click vào. Đó. Trong cái thư mục bộ môn hóa này á, thì các thầy cô tạo mới cho em một cái thư mục khác bằng cách bấm dấu cộng. Các thầy cô chọn thư mục. Rồi các thầy cô cũng đặt tên cái thư mục mà mình tạo lên, mà mình sẽ up lên. Thứ nhất, theo cái format chung là ngày á, 0904 2020 là cái ngày mình dạy. Rồi khoảng cách, bộ môn mình dạy hóa học chính. Rồi, như vậy thôi. Được, quý thầy cô tạo ra cái thư mục đó. Đó, thì cái người quản lý người ta sẽ rất là dễ. Rồi sau đó quý thầy cô mở cái thư mục đó ra. Rồi, chưa có gì hết. Rồi sau đó quý thầy cô mới bắt đầu nick vào dấu cộng. Rồi, quý thầy cô chọn cái dòng số 2, tải cái file lên, tải tệp lên. Rồi quý thầy cô tìm đến cái đường dẫn mà cái thư mục mà hai cái file hồi nãy mình đã thực hiện ở các thầy cô. Ví dụ đây. Đây, đây chính là hai cái file. Rồi cái quý thầy cô chọn hai cái file. Chọn nó. Thì Drive nó sẽ gửi hai cái file đó lên trên cái thư mục này. Đó, quý thầy cô. Nếu mà quý thầy cô đường truyền nào mạnh thì nó up lên rất là lẹ. Đó. Thì khi mà mình up lên như vậy á, thì thầy Bá Đức á, sẽ kiểm tra rất là dễ các thầy cô. Nếu mà các thầy cô làm đúng theo cái cú pháp tên như thế này, rất là dễ. Tại vì sau này á, cái phần drive của tôi, của trường mình sẽ rất là nhiều. Rất là nhiều. Thì tới ngày nào thì thầy Bá Đức có cái thời gian biểu rồi. Chứ thầy Bá Đức cứ mở ra môn hóa rồi cái ngày đó, rồi thầy sẽ Bá Đức sẽ up hai cái file này lên thôi, hai cái thầy cô ha. Đó, hy vọng là cái phần hướng dẫn của em quý thầy cô hiểu rõ ha. À, và còn một cái nữa là để cho cái việc dạy học trực tuyến này nó thuận lợi đó, nó đạt hiệu quả cao đó, thì các thầy cô chịu khó đầu tư chút xíu ha. Ví dụ như cái máy tính của mình phải mạnh mạnh một chút xíu, thì rồi cái đường truyền internet nhà mình mạnh mạnh chút xíu, thì mình làm công việc online nó rất là thuận lợi. Các thầy cô ha. Nếu các thầy cô coi cái video này mà còn chưa hiểu nữa thì cứ nhắn tin cho em sẽ hướng dẫn ha. Hy vọng là tuần sau trường mình dạy học trực tuyến nó dễ và nó đạt được nhiều thuận lợi ha. Chào các thầy cô, chúc các thầy cô nhiều sức khỏe nhé.